Xin chào mọi người đến với kênh Thúy Nhi Cuộc Sống Trung Quốc. Hôm nay thì mình sẽ đi vào một ngôi làng, có một ngôi nhà có tuổi đời 500 năm tuổi, nằm ở khu vực ngoại ô thành phố Đại Giả của tỉnh Hồ Bắc. Để vào được ngôi làng này thì mình phải đi qua rất là nhiều cái con đường nhỏ quanh co. Những ngôi làng ở bên đây thường thường thì sẽ tập trung ở dưới cái chân núi rất là nhiều. Bây giờ mình đang trên đường đi vào mọi người. Đi vào đây khoảng 200 mét nữa mới tới. Ở trong đây chủ yếu là nhà cũ thôi. Những ngôi nhà này chắc là khoảng mười mấy, 20 năm trở lại á. Do ở quê toàn người già là nhiều nên là nhà cửa người ta cũng rất là ít sửa chữa. Còn là người trẻ là lên thành phố ở hết rồi, lâu lâu mới về thôi. Nhà cửa thì có nhà thì vẫn còn người già ở, còn có nhà thì người ta đóng cửa hết rồi, vào ngày lễ Tết hoặc là cái gì thì người ta mới về thôi. Nên là ở trong mấy cái vùng nông thôn như vậy á, nhìn rất là vắng người luôn. Cái nhà này thấy hơi mới nè, chắc xây khoảng mấy năm nay á, nhưng mà mọi người thấy không, cũng đóng cửa, cũng đâu có ai ở đâu. Xây thì để trống vậy, để khi nào có dịp nào con cháu rồi về tụ tập thôi, cũng đâu có ở trên thường xuyên đâu. Ở bên Trung Quốc này vậy, đa số người trẻ bắt đầu lên trên thành phố học tập, rồi xong rồi lập gia đình, kết hôn và mua nhà tại thành phố luôn. Còn ở quê thì chỉ còn những người già thôi à. Hôm nay mình đi vào cái ngôi làng này để quay video, nhưng mà không may á, có người ở trong làng mất. Nên là ở trong đây hiện đang diễn ra tang lễ. Bên đây tang lễ thì người ta sẽ không tổ chức ở nhà riêng, mà quan tài sẽ được đặt ở từ đường, nhà thờ tổ. Mọi cái hoạt động, lễ nghi, phúng viếng thì sẽ được tổ chức ở đây. Tang lễ ở bên đây có rất là nhiều nghi thức khác với người Việt Nam, nên là mình cũng không có hiểu rõ. Để có thể nói cho mọi người được biết thì mình chỉ quay sơ cho mọi người xem thôi. Xong hết các nghi thức lễ nghĩa rồi thì vào buổi tối cỡ khoảng gần 12 giờ thì người ta sẽ đốt pháo hoa. Phía trước đó là con cháu đang tập trung lại để làm lễ cho người đã mất. Trong ngôi làng hiện tại vẫn còn người sinh sống nhưng mà chủ yếu là người già. Buổi chiều thì mọi người sẽ tập trung lại cái hồ này để lấy nước tưới tiêu. Nhìn ông cụ như vậy thôi cũng đã ngoài 80 rồi. Ở nông thôn á, thì người già ngoài 70-80 nhưng mà họ vẫn còn sức khỏe, hằng ngày vẫn đi làm gãy. Hiện tại bây giờ là 5 giờ chiều, mặt trời cũng đã bắt đầu xuống núi rồi. Nên mình sẽ đi vào trong tranh thủ để quay video. Theo như lời kể của người dân ở trong làng thì ngôi nhà này đã có tuổi đời 500 năm tuổi. Ngày xưa do đây là ngôi nhà của một vị quan có tiền, có quyền, có thế, nên là nhà cửa xây rất là kiên cố, rộng rãi, cho nên như vậy nó mới tồn tại được cho đến bây giờ. Ngôi nhà hiện tại gồm có hai dãy, dãy phía trước có từ đường, hiện đang diễn ra tang lễ thì mình sẽ không vào quay, mình sẽ đi vào cái dãy sau để quay cho mọi người xem. Đã đi được đến nơi nhưng mà gặp phải lý do không mong muốn nên là mình không có vào được cái gian nhà ở phía trước để mình quay video cho mọi người xem. Nên là cái khúc này á, mình đã đi lên trên mạng, mình tìm kiếm cái tư liệu, hình ảnh cái gian nhà ở phía trước khi mà nhà mà bình thường mà không có đám tang á, thì ở bên trong nó sẽ như thế này nè. Thank you.
vào những dịp lễ hội thì rất là đông người đến. Ngoài ra họ còn tổ chức rất là nhiều hoạt động cho mọi người đến cùng tham gia. Khu nhà thì rất là rộng lớn, chia thành nhiều dãy, nhiều khu khác nhau. Thì bây giờ mình sẽ đi vào cái khu này. Cái cửa thì cũng đặc trưng cái kiểu nhà Trung Quốc hồi xưa. Mình đi vào là cái đường cửa sau rồi, bắt nhập vào đây là một cái bếp. Do cái thời gian lâu không sử dụng thì nó cũng đã bám bụi. Khoảng mấy chục năm trước á, thì vẫn có người ở, nhưng mà cái thời gian gần đây, do là cái thời gian nó đã lâu rồi, mọi thứ cũng đã xuống cấp nên là người ta không có ở nữa, mà chủ yếu để trống cho khách tham quan vào đây để xem thôi. Mỗi gian nhà thì đều có cái giếng trời để lấy ánh sáng tự nhiên. Bên trong thì vẫn còn nhiều đồ đạc cũ kỹ thì nó vẫn còn nằm đây, người ta không có di dời đi nơi khác. Nhà ở đây theo mình để ý thì người ta làm rất là nhiều cửa, nhiều phòng. Cửa sổ thì cũng đã bắt đầu mục nát hết rồi. Ở dưới nền nhà phía dưới cái giếng trời thì sẽ có một cái ô như vậy để hứng nước từ trên xuống, thì có cái lối thoát nước để thoát ra ngoài. Đi sâu vào bên trong thì mình sẽ bắt gặp được hình ảnh hai chiếc quan tài nằm đặt cạnh nhau. Quan tài được làm bằng gỗ hoàn toàn mới, do ở bên đây một số nơi vẫn còn phong tục chuẩn bị trước áo quan cho người đã mất. Theo như mình được biết thì ở khu vực Hồ Bắc thì người mất thì sẽ được thiêu, nên là cái quan tài người ta cũng không có chú trọng, chủ yếu là cái quan tài gỗ đơn giản như vậy thôi. Vô tới đây thôi, bây giờ thì mình sẽ đi ra. Trong khu nhà này, những ngôi nhà cổ hiện tại thì sẽ không có ai ở. Những ngôi nhà kiên cố thì cũng không chịu được sức mạnh của thời gian, bị hư tổn nhiều quá thì người ta sẽ tu sửa lại. Nói là tu sửa như vậy thôi, người ta cũng sẽ sửa chữa một phần nào, vẫn giữ nguyên lại một cái nét xưa cũ để con cháu thời nay xem lại thời ông bà tổ tiên cái cách xây nhà, nhà cửa như thế nào. Trải qua được mấy trăm năm á, một phần là dựa vào chất liệu tốt, một phần là sau vài chục năm là người ta có tu sửa, chỉnh sửa lại thì nó mới tồn tại được đến bây giờ. Càng về sau thì những ngôi nhà cổ này càng có giá trị về mặt lịch sử. Mọi người nhìn đá nè, vẫn tồn tại được vài trăm năm. Cửa cây. Đường ở trong mấy làng thôn quê kiểu xưa xưa cũ cũ nhỉ, người ta thường hay lót mấy cái tảng đá bự này, nhìn rất là chắc chắn luôn. Trên đây có một cái giếng. Cái giếng nước nè mọi người. Nước trong xanh luôn. Người ta có gào dòng một dòng ở ngoài nữa. Trong nhà này thì còn một bà cụ còn ở, ông bà cụ đang ăn cơm. Mấy đứa nhỏ nó múc nước vậy mọi người. Đây kìa, nó có gáo nó múc nước kìa. Hơi nguy hiểm. Ngồi xét cái thành giếng nữa. Nước này nó uống được luôn nha mọi người. Chứ xề khởi gì khưa à? Chứ xề khởi gì khưa à? Mình hỏi nó nước này uống được hả? Nó nói được. Nước trong lắm. Đó. Ăn bim bim cay xong rồi lại cái giếng này múc nước uống nè. Nước giếng thấy gì chú mát lắm á. Cùng là một căn nhà nhưng mà sẽ được chia ra theo nhiều cái căn phòng khác nhau. Mỗi người sẽ được một căn, cái lối kiến trúc thì nó cũng như nhau, không có cái gì khác biệt. Làm y như nhau hết như vậy thì sẽ không có ai mà chê nhà người này xấu hoặc đẹp hơn nhà người kia. Đều như nhau hết, hòa đồng như vậy thì ở chung với nhau thì mới vui vẻ được. Thời bây giờ nhà cửa cũng đã xuống cấp hết rồi. Nhưng mà nếu như mà quay lại 500 năm trước cái thời điểm đó thì chắc chắn cái ngôi này cũng có thể gọi là một cái ngôi biệt phủ rất là đẹp.
500 năm trước mà được một cái ngôi nhà kiên cố rộng lớn như vậy á, thì chắc chắn gia chủ phải rất là có tiền. Bây giờ thì người ta tận dụng những cái chỗ này để chứa củi. Tính riêng ra một khu á, thì nó đã rộng lớn như thế này rồi, mà trong cái ngôi biệt phủ này tầm 10 khu như vậy, nếu như mà mình cộng lại á, thì cái bao quát đây nó rất là rộng lớn luôn. Dưới này là cái lỗ chó, tối mà mình đã đóng cửa hết rồi thì chó có thể chui ra chui vào bằng cái đường này. Hầu như nhà ở nông thôn Trung Quốc đó, nhà nào mà kiểu thời hồi xưa cũng đều có cái lỗ chó như thế này hết. Lúc đầu mà mới tới á, đứng cái phía ngoài nhìn vô á, thì tưởng đâu cái khu này nhỏ, nhưng mà mình đi vào bên trong rồi á, mới cảm giác là nó rộng thiệt. Đi hồi nãy giờ lòng vòng, chưa thoát ra khỏi cái khu này luôn. Nhà rất là nhiều cửa, đi một hồi như là cái mê cung như cái cửa này nó thông qua cửa kia. Trong cái ngôi nhà này thì người ta chứa củi, chứa mấy cây ngô á, ngô người ta lấy trái xong rồi cái thân cây thì người ta chứa lại đây để làm củi đốt. Nhà ở bên kia có cái gác mái nữa đó, có cái cầu thang đi lên. Ôi mô Phật, mô Phật. Mình đi nãy giờ mà mình muốn đứng tim luôn đó mọi người. Vô đây có mình non à. Ở đây thì bắt gặp một bà cụ đang tưới nước cho rau. Thôi bây giờ mình đi ra. Thấy cầm điện thoại quay cho mọi người vậy chứ tay chân nãy giờ cũng bủng rủng rồi đó. Sợ. Quanh ngôi biệt phủ kia thì phía ngoài cũng rất là nhiều nhà dân. Nhìn vào thì sẽ thấy cái quy mô có sự khác nhau. Nhà này cũng thuộc nhà cũ nhưng mà không phải có tuổi đời vài trăm năm giống như cái ngôi biệt phủ kia. Cái này tuổi đời cỡ chừng mấy chục năm trở lại thôi. Người ta đã trùng tu sửa chữa lại rất là nhiều lần. Hiện tại thì những ngôi nhà này bỏ trống hoặc là chứa củi, không còn ai ở hết. Trong ngôi làng này có người ở nhưng mà rất là vắng, có nhà thì đóng cửa, có nhà thì bỏ hoang chứa củi, còn có nhà thì vẫn còn người ở nhưng mà người ra vào cũng rất là ít, đa số là người già là nhiều. Người trẻ thì người ta đã chuyển hướng lên trên những cái khu vực mà tìm kiếm việc làm, cơ hội dễ dàng, người ta làm việc rồi người ta sinh sống mua nhà tại đó luôn. Khu biệt phủ hồi nãy mình quay cho mọi người xem á, tuy là nó cũ kỹ rồi nhưng mà người ta không có dỡ bỏ, hư đến đâu á thì người ta sẽ sửa đến đó, người ta giữ nguyên để cho khách du lịch hoặc là người ở ngoài tỉnh vào có thể tham quan. Còn phía xung quanh ở nhà người dân á, thì người ta hư thì người ta sẽ xây cất, người ta đổi mới lên hoài nên nhìn cái kiểu nhà cũng rất là mới chứ không có cũ. Cái nào cũ quá thì người ta đập, người ta xây lại cái khác. Còn cái riêng cái khu biệt phủ ở trong đó thì người dân ở đây người ta vẫn giữ nguyên. Đi ra phía sau này thì mình sẽ bắt gặp được một dãy nhà cũ, không có sửa chữa lại gì hết trơn á, thì vẫn còn người già ở. Nhìn cái cảnh này cảm thấy buồn quá mọi người. Thì bữa nào mà trời mưa phùn cái nữa, trời ơi buồn thối ruột. Trong khu này hiện tại là chủ yếu để cho người ở ngoài vào đây tham quan là nhiều. Nhà người ta sửa chữa lại thì người ta vẫn còn ở. Người ta có xây dựng một cái nhà vệ sinh nè, cũng rất là sạch sẽ, kiên cố để cho khách du lịch mà vào đây tham quan á, là có chỗ đi vệ sinh đó nè mọi người. Hai bên đường này tập trung nhà vệ sinh là nhiều. Nhà vệ sinh ở nông thôn Trung Quốc những năm về trước thì toàn là như thế này thôi. Mình đi xuống cái khu ở bên đây, mình đi xuống dưới kia ha. Nhà bên đây là không theo một cái hàng lối nào hết trơn á, lộn xộn gì đó.
bếp nấu ăn, ấm nước. Cái bếp bự này, cái bếp bự thường thường ở đây người ta nấu bằng cái chảo bự á. Không còn ai ở hết cho mọi người. Giống như nhà kho chứa đồ vậy. Đây là lạnh tủ bao chạch đông. Nè mọi người, mình đứng cái khu vực đất cao nè, mình nhìn xuống ngôi làng. Ở phía trước bao quanh á toàn là những đồi núi cao không thôi. Những ngôi làng bình yên nằm ngay dưới chân núi. Bây giờ thì mình đi về nha mọi người. Ở trên đó người ta có mốc khô nữa kìa. Cái nhà này thì bây giờ không ai ở hết trơn á, để chứa đồ. Bây giờ thì mình đi về thôi. Ở ngay cái ngôi làng, cái cổng làng thì có một cái cây cổ thụ đó. Mình để ý ở bên đây hầu như cái làng nào ở trước cổng cũng có một cái cây cổ thụ rất là to như vậy hết trơn. Bây giờ mình đi về thôi. Con mình nó sợ, nó không có dám vô, nên mình vô của mình nên nè. Mọi người, cái cây này là cái cây gì vậy mọi người? Nó thẳng đứng cao tuốt lên phía trên luôn. Mình không biết kêu là cái cây gì. Nhiều lắm, ở đây ta trồng san sát. Một cái tòa tháp 7 tầng. Ở trên khu này vắng lắm. Đóng cửa hết rồi, tại vì cái khu này hơi vắng vẻ. Ở trong đó thì có người. Còn ở khu này thì ta đóng cửa rồi, tại ít người qua lại á. Ở đây người ta có đặt một cái máy niệm kinh nè mọi người.